thưa đồng bào và các bạn, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa và tín ngưỡng độc đáo giàu tính nhân văn cần được lưu giữ. Tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng đồng bào và các bạn lễ đón vía hay còn gọi là cướp vía của người dân tộc Dao đỏ ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên và vai trò của người phụ nữ xa phó trong gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Sau đây, mời đồng bào và các bạn cùng theo dõi. lễ đón vía tiếng sao gọi là tráng vuồn tức là cướp vía theo phong tục nghi lễ độc đáo này thể hiện sự thành kính và hiếu nghĩa đối với người cao tuổi người sao đỏ quan niệm nam thì có bảy vía và nữ có chín vía nếu hồn vía bị thất lạc do tà ma bắt giữ thì con người sẽ không được khỏe mạnh và dễ gặp tai họa do vậy phải làm lễ tìm và đón về để lễ được linh nghiệm trước hết người nhà phải nhờ thầy xem ngày giờ đẹp rồi mới chuẩn bị lễ vật mâm lễ đơn giản chỉ cần con gà chai rượu cùng những vật dụng cần thiết tiếp theo là tìm và mời thầy cao tay có đạo đức tốt sống hòa thuận với bà con dân bản tới giúp đầu tiên thầy cúng thỉnh mời gia tiên của gia chủ cùng với các thầy ở cõi âm tới giúp để thực hiện nghi lễ thầy cúng nào cũng có cả thầy âm và thầy người dương, gọi chung là sư phụ. Vừa xong, ấy là phần mở đầu của nghi lễ. Trước tiên là báo cáo với gia tiên của gia chủ và mời tham gia công việc của hôm nay. Mời người thầy truyền nghề cho tôi đã quá cố cùng với gia tiên tiền tổ của tôi và đặc biệt là mời thầy thiên lôi trên thiên đỉnh xuống đây là nghi lễ truyền thống của người già chúng tôi với mong muốn mọi sự tốt lành cho người già yếu người bị đau ốm bệnh tật hay người già yếu phần tiếp theo mời đồng bào cùng xem nhé xong phần mở đầu thầy cúng với sự giúp sức của cõi âm sư phụ tiếp cho sức mạnh để thực hiện công việc cướp vía nhờ sức mạnh siêu nhiên của tổ tiên nhập vào và từ đây trở đi thầy cúng sẽ là người âm rồi tiến hành các bước tìm kiếm hồn vía dùng phép thuật yểm vào từng thứ đồ dùng của thiên lôi. Theo tín ngưỡng của người sao, thì trên thiên đình có sáu vị thiên lôi. Trong đó có một vị chỉ đi bằng một chân và chính vị đó có sức mạnh vô song. Vì vậy, chỉ có vị này mới có thể tìm thấy và giành lại hồn vía cho người bệnh đã bị tà ma bắt giấu đi điệu nhảy lò cò này chính là mô phỏng điệu đi của vị thiên lôi có sức mạnh nhất và những đồ dùng mà thiên lôi mang theo để lần tìm hồn vía đã bị lưu lạc. Con dao và chiếc rìu tượng trưng cho tia sét soi rọi khắp nơi. Cái chày giã gạo khi thúc lên giã xuống sẽ kinh thiên động địa. Cái nia dùng để quạt bay mọi vật. cái sàng tượng trưng cho hàng ngàn con mắt có thể nhìn thấu khắp muôn nơi. Sau khi xuất binh đi tìm, một lần nữa gia tiên tiền tổ của thầy cúng cùng với các vị gia tiên của chủ nhà lại được tấu lại tới nơi để đón vía về. đây sẽ là đường đi của các vị do sư môn dẫn đi. Và cuối cùng là cây cầu được bắc qua như thế này, để các vị trong đoàn đi tới nơi hồn vía bị thất lạc hoặc bị tà ma cất giấu. Người nhà thắp đóm để soi tìm hồn vía. Những con nhện hoặc những sinh vật lạ xuất hiện như thế này chính là hiện thân của phần hồn vía đã được tìm thấy. Sau khi đã tìm đủ số hồn vía, sẽ được đón về và nhập vào cho người bị mất. Để tránh nhầm lẫn, người bệnh được đánh dấu thập trên chán như thế này. Do phần hồn vía bị lưu lạc lâu ngày, sẽ bị đói yếu nên thầy cúng dùng gạo và máu từ màu của con gà trống to khỏe được chuẩn bị sẵn trước đó tiếp sức. Cùng với đó là chiếc bùa tượng trưng cho hồn vía sẽ được người bệnh mang theo bên mình. Nghi lễ cướp vía của người dao đỏ thường được thực hiện cho cả người già lẫn trẻ khi có biểu hiện khác thường trong cuộc sống, như hay ốm đau, gặp hoạn nạn hoặc tâm lý bất an trong cuộc sống và cũng là thể hiện sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là đối với người cao tuổi trong gia đình. Cho má mình dạo này thấy mẹ hay ốm đau vặt nên chúng tôi tổ chức cướp vía theo phong tục. Việc này sẽ giúp cho người bệnh chóng khỏi, nhanh khỏe trở lại và tin rằng sau khi làm lễ này chắc chắn mẹ tôi sẽ khỏe lại ngay khi mọi thủ tục hoàn tất thì phần vàng mã sẽ được hóa để cảm tạ tới gia tiên của gia chủ, sư phụ của thầy Cúng và Thiên Lôi cùng với các vị thành hoàng làng đã tới chứng giám giúp sức cho việc tìm và giành lại vía. Từng phần vàng mã được thầy Cúng nói rõ khi hóa để gửi tới từng thành viên. Đây là một trong những nghi lễ văn hóa chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc hướng con người về cội nguồn. <laughs> như đồng bào và các bạn vừa theo dõi đó lễ kéo dài hàng tiếng đồng hồ với nhiều phần việc khác nhau được tiến hành thận trọng thì mới linh nghiệm để làm được trước hết phải có sức khỏe thật tốt cái tâm thanh tịnh đây là nét văn hóa độc đáo của người dao đỏ chúng tôi Mỗi địa phương, mỗi thầy chuyên dạy sẽ có phần khác nhau, nhưng tựu chung về ý nghĩa là hoàn toàn giống nhau. Cướp vía là nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo đã tồn tại từ lâu trong đời sống của người sao nói chung, người sao đỏ nói riêng. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều hủ tục lạc hậu đã được bà con bỏ đi, nhưng những tín ngưỡng đẹp thì rất cần được bảo tồn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Thưa đồng bào và các bạn, là xã vùng cao của thành phố Lào Cai, có đông thành phần dân tộc sinh sống, hợp thành có đời sống văn hóa, văn nghệ, dân gian, đặc biệt phong phú và độc đáo. Nhiệm vụ gìn giữ bản sắc dân tộc ấy luôn được địa phương đặc biệt coi trọng. khi nông nhàn, chị em người xa phó ở thôn Nậm Viện 1, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai thường tập hợp lại với nhau là một công việc mà họ vô cùng yêu thích, đó là thêu lên những bộ trang phục truyền thống. Nghề thêu của người xa phó đã có từ nhiều đời nay. Đồng bào quan niệm nét văn hóa trên bộ váy áo là sự thể hiện rõ nét nhất về những phẩm chất của phụ nữ xa phó vì vậy qua nhiều đời việc lưu giữ và truyền dạy cho con cháu tự biết theo lên bộ trang phục đặc sắc của mình luôn được các bà các mẹ đề cao từ lúc mình còn bé đã được mẹ dạy cho cách theo rồi Giờ tôi vẫn có thể nhớ và thêu được những hoa văn từ dễ cho đến khó nhất Tôi thường xuyên tranh thủ cho bọn trẻ nhà này cách theo váy áo Đây là niềm tự hào của dân tộc chúng tôi nên không thể nào bỏ được trang phục của người phụ nữ xa phó được theo thùa với những đường nét hoa văn cầu kỳ. Mỗi sản phẩm giống như một bức vẽ không có bản sao, vì vậy đòi hỏi người theo phải dụng công, dụng tâm thì mới thành công được. Thông thường cứ lúc nào rảnh rỗi thì phụ nữ xa phó đều tranh thủ theo váy áo cho mình. Tuy nhiên, đó chỉ là phần thô, còn phần chi tiết, phối màu thì cần nhiều thời gian và không gian tĩnh lặng hơn ngoài hoa văn, phía trước áo còn được đính các hạt cườm sen kẽ với cách bố trí thành từng đường thẳng, hình vuông hoặc hình các bông hoa. Cổ tay áo được thêu cầu kỳ với những hình nhấp nhô, mô tả các dãy núi, hình sóng nước mang đến cảm giác mềm mại đã tạo cho chiếc áo của phụ nữ xa phó nét đẹp độc đáo. Váy được may với cặp chiếc nhỏ, thân váy chắp lại từ hai mảnh vải tràm và được trang trí hoa văn cầu kỳ dọc theo chiều dài của váy mảng hoa văn gần cạp váy được thêu bằng các hình thoi nối dài nhau sen kẽ nhau bằng các màu thêu rực rỡ chân váy được thêu bằng những hình cây thông nối tiếp nhau bên dưới là hình sóng nước hoặc hình răng cưa quả chám và các hình tam giác xếp chéo nhau để hoàn thành một bộ trang phục như vậy Thông thường, một người phụ nữ sẽ phải mất một năm để thực hiện tất cả các chi tiết. Do thường bận với công việc đồng áng nên trước khi đến nhà chồng, con gái người xa phó thường được ưu tiên không phải làm việc nhà khoảng 3 tháng để chuẩn bị váy áo. Thời gian này là sự thử thách cũng như là dịp tốt nhất để các cô gái thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo và chăm chỉ của mình. việc học theo được bộ quần áo của dân tộc mình thật khó giờ phần đơn giản mình đã tự làm được còn phần khó cần phải có mẹ hỗ trợ mình nghĩ khó cũng phải học cho bằng được vì đây là một việc làm rất thú vị nếu không biết thì mai kia làm sao dạy được con cháu mình không chỉ gìn giữ trang phục truyền thống Hiện nay hợp thành còn thành lập đội múa xa phó của thôn Nậm Rịa thuộc câu lạc bộ bản sắc xã Hợp Thành. Đội văn nghệ thường xuyên tổ chức tập luyện, trình diễn trong các hoạt động văn hóa của địa phương, tổ chức các lớp học truyền dạy cho con em dân tộc mình, giúp các em thêm hiểu biết và tự hào về truyền thống văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở địa phương. Hội phụ nữ xã Hợp Thành hiện có gần 80 chị em là đồng bào người dân tộc xa phó. Mặc dù đời sống của họ vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng chị em đã có những đóng góp rất tích cực cho việc phát triển của quê hương, giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ phát huy các bản sắc văn hóa của dân tộc mình, giúp chủ trương lấy văn hóa làm nền tảng nông thôn mới của xã hợp thành được thực hiện một cách thuận lợi. Khi nào mà các cái tổ chức tổ chức hội rồi là các cái uh mà xã rồi là cả thành phố mà huy động các cái um, đội múa bản sắc rồi là cũng như là phụ nữ cũng vậy huy động các cái đội múa bản sắc của dân tộc như là tài, rồi là sa phó thì các cái chị em rất là sẵn sàng người sa phó ở hợp thành hôm nay không còn đốt nương làm rẫy mà biết áp dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình và hơn hết, niềm tự hào về những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc được nâng cao, trở thành động lực để những người phụ nữ xa phó tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Đồng bào và các bạn thân mến, tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay tới đây là hết. Hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.